Xin chào các bạn, quay lại với những cái bài học của mình. Thì mùa đông lạnh quá các bạn ạ, mình không biết nói làm sao để cho nó vui nữa, rét không thể chịu được. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái bài hát về Giáng sinh trong cái mùa Giáng sinh 2020 năm nay. Thì bài hát đó là Bình An Cho Loài Người. Bài hát này được liệt là bài số 319 trong cuốn Thánh Ca phổ thông của chúng ta. Thì bài này được sáng tác dựa trên phân đoạn Kinh Thánh ở trong Luca chương 2 câu 8 đến câu 15. Đó là có một đoàn thiên sứ thánh đã đến báo tin cho các mục đồng chăn chiên. Này đã báo cho các ngươi một tin mừng. Đấy, đừng sợ vì ta báo cho ngươi một tin mừng. Đấy, là một tin mừng lớn cho muôn dân. À, hôm nay tại thành David, một đấng giải cứu là Chúa, là Jesus Christ đã đến để giải cứu các ngươi. Thì là họ đi bắt đầu họ đi tìm kiếm Chúa Giêsu. Con trời Giáng sinh, đó là lúc mà Chúa Giêsu Giáng sinh, lọt lòng mẹ ra đời. Thì là tìm người chăn chiên. Thì sự kiện về Chúa Giáng sinh này được kỷ niệm hàng năm. Và cái bài hát này có lẽ là các bạn cũng nghe hàng năm. Các bạn sẽ có sheet sẵn ở trong cái cuốn sách Thánh Ca phổ thông, hoặc không thì các bạn tra sheet ở trên internet sẽ có ngay. Mình đang dùng sheet ở trên mạng đây. Và cái bài hát này đấy, nó sẽ chạy trên cái nhịp 4-4. Các bạn mở sheet ra các bạn sẽ nhìn thấy 4-4 ngay. Và cái bài này nó lại phong phú của nó là cái cách hát, nó tùy thuộc vào người hát. Và cái bài này nó là một cái bài như là một cái bài truyền miệng, một cái bài truyền miệng mà đến bây giờ ta không biết rõ được là cái người sáng tác là ai, và bài hát này đã được sáng tác từ năm bao nhiêu không rõ được nữa. Nó là một cái bài gần như là một cái bài truyền miệng và được chép lại trong cuốn Thánh Ca phổ thông này. Thì với cái yêu cầu của cái bài hát này là chúng ta hát với một cái nhịp điệu vui tươi, sắc thái có cái thần thái gọi là dứt khoát mạnh, và nó có một cái, tức là nó có một cái sự hồi hộp bên trong, nó có sự thấp thỏm vui mừng bên trong, là hồi hộp nó đi gặp con trời Giáng sinh thì nó như thế nào. Thì ở trong cái bài này chúng ta sẽ chơi cái hợp âm mi thứ nhưng mà lại đánh cái vòng hòa thanh đầu tiên là vòng của son trưởng, cho nên là bài này nó có cái gì đó nó rất là hay, rất là thần bí ở trong cái bài hát này. Thì và cái bài này nó sẽ hướng dẫn các bạn chơi trên ba làn điệu khác nhau, ban này khoan của cái nhịp 4-4 này thôi, nhưng mà tùy vào cách hát. Nhưng mà dù là các bạn học cái làn điệu nào thì cũng chơi trên những cái hợp âm sau. Hợp âm này chúng ta sẽ chơi vòng son trưởng ở hai câu đầu là hòa bình dưới đất hy hân cho người vì hôm nay Giêsu đến. Câu này chúng ta sẽ chơi vòng hòa thanh, nó là mi đô dê son. Đây là vòng hòa thanh của son trưởng. Đấy. Rồi Ngài là cứu Chúa của muôn muôn người, hạ sinh đem theo ân điển. Rồi, câu này cũng giống câu trên, lại quay lại vòng hòa thanh mi, đô, dê và son. Hai câu này là lấy vòng son trưởng để đánh nhé các bạn nhé. Hòa bình dưới đất hy hân cho người vì hôm nay Giêsu đến. Ngài là cứu Chúa của muôn muôn người, hạ sinh mang theo ân điển. Hai câu này gần như là cái nốt nhạc nó không xin nhiên, nó giống nhau, nó không sai nhau bao nhiêu. Đấy, thì các bạn sẽ chơi cùng một cái vòng hòa thanh này. Thì mi thứ các bạn sẽ đánh là hai ngón này đúng không ạ? Mình quen hai ngón này rồi. Đó là 022000. Rồi, đây là mi thứ. Sau chúng ta đến đô trưởng. Đô trưởng. Đô trưởng nếu bạn bấm đô đủ thì nó sẽ là 33 0 2 1 0. Rồi, đây là đô đủ. Còn đô thiếu thì các bạn bỏ cái dây mi này đi, không đánh thì bạn không cần phải bấm vào. Đấy, thì đây là đô thiếu. Không cần phải. Còn đô đủ thì bạn bấm cả 6 dây thế này. Rồi, ta có dê trưởng. Hai dây đầu gần như không đánh, không được đánh vào. Nếu các bạn muốn đánh cái dây đầu này đấy thì các bạn phải bấm cái ngón cái vào đây. Ngón cái vào ngăn số 2 của dây đầu của dây số 6 thì các bạn mới được đánh dây bát trên này. Đấy, còn nếu bạn không bấm dây thế này thì gần như hai dây đầu sẽ bỏ. Muốn đánh hai dây đầu thì phải bấm một cái vào đây nhá. Rồi thì dây trưởng ta sẽ là 0 0 0 2 1 2. Đấy, còn nếu mà bấm một cái vào đây nó sẽ là 2 đúng không? 0 0 2 1 2. Dây trưởng. Ok, sau dây trưởng chúng ta sẽ có một cái cuối cùng là chính là son trưởng. Son trưởng này quá quen rồi, các bạn có thể đánh son này. Son này nó là son không chặn, nó là 3 2 0 0 3 3.
Còn nếu son chặn thì đây. Đó, son chặn đây nó chính là pha trưởng. Kéo lên. Rồi, nó sẽ là 3 5 5 4 3 3. À 4 3 3. Rồi nhá. Bình chúng ta sẽ đáp cái âm mi thứ và hòa vào chữ bình nhá. Hòa bình dưới đất hi hoan vào đô. Hoan vào đô nhá. Hoan vào đô. Vì hôm nay Giê-xu đến gì chúng ta vào gì? Giê-xu chúng ta vào gì? Đến ra sang son đến ngài là và mi cứu chúa của muôn nở đô hạ sinh mang theo đề nhân ân điển là son rồi rất dễ là con nhìn là ra sẽ có được ngay. Thì đấy là cái cấu trúc của cái hợp âm của bài này. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái phần này, nó sẽ là phần đổi hợp âm một chút để tạo cái câu câu nhấn để đi vào điệp khúc. Thì là đương sát là thứ. La thứ các bạn ơi, la thứ. À, chúng ta học âm la thứ nha. La thứ nó sẽ là dây này không đánh, dây số 6 là chúng ta không nên đánh vào. À, thì nó sẽ là 0 0 2 2 1 0. À, 0 0 2 2 1 0 la thứ. Rồi. Đưa sát tôi nhân là gì? Ra khỏi bên mê mi thứ. Ra khỏi là son, khỏi là son. Bên mê mi thứ của vừa lời trần gian đô, lời trần gian đô tôi gì gì. Rồi si trường 7. Ta sẽ có si 7 nhỉ, si trường 7. Thì ở đây ấy, cái vòng hòa thanh của mi thứ thì nó là si thứ. Nếu các bạn không đánh được si trường 7 thì các bạn đánh si thứ. Thì cái si trường 7 ở đây rất là khó bấm. Thì si trường 7 này mình sẽ đọc cho các bạn nhé. 0 2 1 2 0 2. Thì các bạn nhìn cái tay của mình đây. Đây đây nè, đây nhá, mình cái dây số 5 ngăn 2, món này, ta dùng món này, dây số 5 ngăn 2, dây số 3 ngăn 2 ta dùng món áp út, và dây số 1 ngăn 2 ta sẽ dùng món út, xếp từ trên xuống dưới, đấy. Và ngón trỏ này ta cho vào ngăn số 1 của ngăn của dây số 3, ta có si trưởng 7, mình toàn đánh si này thôi, thì nó dễ đánh, từ trời cao, đấy, nó về mi nó rất là dễ. Từ trời cao. Nếu các bạn đánh từ đây, đánh si 7, đánh si trưởng, đánh si, nếu các bạn đánh bấm như thế nó có bấm thì các bạn đánh si thứ ở đây, rồi các bạn bỏ ngón út này ra thì nó là si thứ 7. Nếu các bạn si thứ 7 đấy, thì si thứ 7 thì đánh nó cũng vẫn là đúng, hoặc là các bạn đánh si trưởng 7 thì các bạn đào như thế này. Đây si trưởng 7 đây, các bạn này, cái ngón này chặn ngăn số 2 này, chặn cả ngăn số 2 ngón này nhá. Còn si trưởng 7 đây là dây số 4 này, các bạn bấm vào ngăn 4 này, ngăn 4 ngón này. Và dây số 2 nó là ngăn 4 của ngón này, ngón áp út nhá. Dây số 2 ngăn 4. Rồi, đây là si trưởng 7. Nhưng mà đánh như thế này nó rất về mi rất khó các bạn ạ. Về mi ở đây các bạn chạy nếu mà không quen nó rất là khó. Ví dụ con này, từ trời cao nó rất là nhanh thì các bạn đánh ở đây nó sẽ tiện hơn. Cố gắng bấm được hợp âm này nhá. Hợp âm này. Rồi, nhưng mà ví dụ đánh ở đây này, từ trời cao ví dụ này. Trời trần gian ô tôi từ trời cao này nó các bạn bấm nó sẽ không được chuẩn lắm, thì các bạn mình khuyên các bạn là cố gắng tập theo âm này, hợp âm này đấy, các bạn có thể bấm ba cái dây bát, bốn dây bát, cái dây mi này các bạn chưa bấm quen các bạn có thể bỏ hoặc các bạn đánh ngay vào bát từ trời cao đấy, bởi vì là cao nó có cái dây mi này nó buông ngang được, bởi vì nó sẽ báo cho hợp âm mi thứ, các bạn sẽ về mi thứ mà về mi thứ sau khi về si mà, nên các bạn không bấm thì cũng không sao nhé, vì các bạn đang mới tập nhé. Đây là các bạn như thế. Ok thì đây là cái hợp âm của nó như thế là xong. Câu cuối cùng là ô tin mừng vui dê vài ngày nay Giê-xu đánh son tăng thế đem si thứ và mi thứ si trưởng 7 và mi thứ này hết, thì các bạn có thể nhìn xít là ra rồi đúng không. Thì ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi. Thứ nhất là chúng ta sẽ chơi bằng slow ballad nhé. Slow ballad là tức là ballad chậm, nó sẽ đánh một cái điệu như vậy. Rồi sau đó đánh disco và cuối cùng ta sẽ đánh rock nhá, đánh rock. Bài này có ba cách chơi, tùy theo các bạn thích biểu diễn, thích hát, thích thể hiện bằng cách nào hơn nhá. Còn nếu như mà các bạn dùng bài này vào trong việc thờ phượng Chúa đấy, thì các bạn nên sử dụng cái điệu này, đó chính là slow ballad và nó sẽ học như bây giờ. Slow ballad ta sẽ đánh là hòa bình dưới đất hy hân cho người vì hôm nay Giê-xu đến. Thì ở đây đấy, xuống lên xuống ballad nhá, xuống xuống lên xuống
Hòa bình dưới đất hy hân cho người vì hôm nay Giêsu đến. Ok chưa các bạn nhé? Đoạn này nó sẽ khó này, Hòa bình dưới đất hy hân là một ô nhịp, nó dễ không nói gì. Nhưng mà các đoạn này, vì hôm nay Giêsu đến, từ trước chữ đến để vào son nó có hòa âm dê trưởng. Dê trưởng ở đây ấy, nó chỉ chạy có nửa nhịp thôi. Ở đây chúng ta sẽ có cái hợp âm đô trưởng chạy một nhịp rưỡi, còn hợp âm dê trưởng chạy một nửa nhịp. Nếu như các bạn cảm thấy khó đấy, các bạn có thể chạy đô trưởng một nhịp và dê trưởng một nhịp, thì các bạn sẽ phải đánh chữ dê trưởng vào hôm và chữ hôm nhé. Hòa bình dưới đất hy hoan cho người vì hôm, đấy đánh dê trưởng vào hôm. Hôm Giêsu đến thì nó là nó tròn nhịp thì các bạn dễ chơi. Còn đến còn mình thì mình chơi quen rồi thì mình có thể đánh cái hợp âm đô trưởng này với một nhịp rưỡi, thì đánh một nhịp rưỡi và mình sẽ bỏ đánh sáu phách, mình sẽ bỏ sang dê. Hòa bình dưới đất hy hoan cho người vì hôm nay Giêsu đến. Đấy, thì các bạn phải bẻ được nhịp cái ba nát, các bạn phải tách được đôi nhịp cái đoạn đấy ra. À, đánh nhất là nhịp của nó là chữ hôm là đầu tiên, thế nhưng mà các bạn không đánh được vào chữ hôm mà các bạn phải đánh vào chữ dê, chữ Giêsu thì nó khó, thì các bạn có thể cứ đánh vào chữ hôm nhé, không sao cả, vì hôm nay Giêsu đến cũng không sao cả, nó vẫn đúng nhé. Hòa bình dưới đất hy hoan cho người vì hôm nay Giêsu đến. Hòa bình dưới đất hy hoan cho người vì hôm nay Giêsu đến. Đấy, các bạn bắt chước mình thì bắt chước nhá, mình sẽ làm lại vài lần. Hòa bình dưới đất hy hoan cho người vì hôm nay Giêsu đến. Hòa bình tiếng tang 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 vì hôm nay Giêsu đến. Mình sẽ đây nè, đến đây là hy hoan cho người vì hôm nay. Đấy, hòa hy hoan cho người vì hôm nay Giêsu đến. Đấy, nó sẽ khác. Hy hoan cho người hôm nay. Đấy, mình sẽ đánh hy hoan cho người vì hôm nay. Đấy, mình sẽ đổi cái hất lên thành cái xuống và xuống 3 giây. Đấy, đổi cái hất lên đánh nghe nào. Vì hôm nay Giêsu đến thì mình nhỉ. Vì hôm nay Giêsu đến. Đấy, thì mình sẽ đổi được, đấy là nó sẽ như vậy nhá. Thì các bạn không làm được, các bạn cứ đánh hợp âm dê trưởng và chữ dê chữ hôm cho nó dễ nhá. Ok, bây giờ nó sẽ sang câu thứ hai nhá. Câu thứ hai sẽ giống như câu đầu tiên thôi. Ngài là cứu chúa của muôn muôn người hạ sinh đem theo ơn điên. Mình cái chữ sinh mình vào dê trưởng cho nó dễ đánh. Còn nếu mà các bạn quen rồi, tập nhiều bạn sẽ đánh được. Ngài là cứu chúa của muôn muôn người hạ sinh đem theo ân điển, đem theo ân điển, đem theo ân điển. Đấy thì đấy là cái đoạn nó bị nửa nhịp là như thế. Thì mình sẽ làm lại đôi ba lần nữa, chúng ta sang câu dần vào được khúc nhá. Ngài là cứu chúa của muôn muôn người hạ sinh đem theo ân điển. Ngài là cứu chúa của muôn muôn người hạ sinh đem theo ân điển. Thực ra thì hai câu này, câu đầu và câu thứ hai này giống nhau, thì ta có thể đánh là cứ là vào mì đánh đô ta đánh về gì đánh son để đánh tròn nhịp, đánh nhịp giữa sẽ là vào mì ta đánh sang đô ta đánh đô rưỡi đánh đô dê dê son. Ok nhá, đấy là một nhịp và nhịp rưỡi, đấy là tròn nhịp và nửa nhịp. Thì đấy các bạn tập được thì bạn tập, còn không cứ tập tròn nhịp cho mình nhá, không sao cả, cứ đánh đầu nhịp thì bạn đáp vào âm vào thế thôi. Rồi ta sẽ có cái đoạn này là đoạn đưa vào điệp khúc này. Đưa sát tôi nhận ra khói bên mê của lời trần gian thô tôi, thì cái phần này nó là dày, rất là dày hợp âm, nó cứ nửa nhịp một âm thôi, nhưng cứ hai phách một âm. Thì là đưa dắt tội nhân ra khỏi bên mê của lời trần gian ô tối. Ở đây nó sẽ là, ở đây sẽ có 16 17 từ, và mỗi từ này nó là một nốt đen, nó rất là đều, cứ một hai, nó như là cái hành khúc là người ta đang đi tìm kiếm Chúa đấy. Cứ hành khúc là đưa dắt tội nhân từng bước chân một đấy. Đưa dắt tội nhân thì các bạn đánh ở đây này, cứ từng một nốt đen là đánh một cái xuống
từng một cái lốt đen và đánh một cái xuống đến hợp, cho đến hợp âm này là đưa dắt là ta đánh là vào la nhé, đưa dắt vào la đến tôi nhân đánh dê sang son ở quần mê là mi này, cứ mỗi một cái hợp âm này đánh với tôi đến lời là đô, nhưng mà đến đây đến đô các bạn không đánh xuống, các bạn có thể hất lên được bởi vì đô ở đây nó tròn một nhịp bốn phách luôn. Đến lời trần gian ô tôi từ chơi cao thì nếu các bạn, các bạn phải đánh cái đô đấy, đến cái đô các bạn phải đánh hất lên thì sang dê thì nó mới có cái điệu dằn để các bạn phải vào cái điệu khúc nhá, các bạn nhớ như thế. Thì ở đây sẽ đánh này, sẽ đánh này, đưa dắt tôi nhân đánh xuống này, đưa dắt tôi nhân ra khỏi bến mê của lời trần gian ô tôi thì các bạn mới đánh được nhá. Nào nào lại, đưa dắt tôi nhân ra khỏi bến mê của lời trần gian ô tôi, đưa dắt tôi nhân ra khỏi bến mê của lời trần gian ô tôi. Ok nhá, các bạn đánh này, đưa dắt tôi nhân ra khỏi bến mê của lời trần gian ô tôi, các bạn hiểu chưa, từ la cho đến đô các bạn đánh toàn là xuống thôi. Nào đánh la đánh dê đánh son đánh mi sang đô 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 đến dê từ trời cao thì các bạn mới đánh được cái vào trời cao đấy. Thì cái bài hát là như thế nhá, cái đoạn này nó sẽ bị khó vì nó chỉ có nửa nhịp thôi, thì nửa nhịp thì gọi chỉ đánh xuống thôi, cứ mỗi một nốt đen họ đánh một cái xuống. Đưa dắt tôi nhân là đưa dắt tôi nhân ra khỏi bến mê của lời trần gian hô tôi, đến chữ nơi thì các bạn nơi đánh xong chữ nơi xuống cái xuống cái xuống ở chữ nơi xong các bạn hất lên luôn. Đến lời trần gian hô tôi, đến lời trần gian hô tôi, đến lời trần gian ô tôi, ok chưa, đến lời trần gian ô tôi, đến lời trần gian ô tôi. Nào nào này, đưa dắt tôi nhận ra khỏi bên mê của lời trần gian ô tôi. Ok, mình làm như vậy thì có nghĩa là các bạn sẽ bắt chước được rồi, nói là thế nhưng nói nhiều quá nó sẽ bị, các bạn sẽ bị rối. Ok nha, cuối cùng là điệp khúc, các bạn giữ cho mình hợp âm C trưởng bày, giữ cố gắng tập cái C này nhá, đừng tập ở đây nó sẽ rất là khó các bạn chơi. C trưởng bày đánh hợp âm này, từ trời cao các thiên binh đem tin vui này, ô tin mừng vui ngày nay Giêsu giáng thế đem an vui cho người. Ba lát hoàn toàn. Phân tích các bạn từ chữ tối nhá, là các bạn ở dê trần gian ô tối dê này, dê này hết bốn phách này, tối 1 2 3 4 thì đấy là một nốt trắng này, bốn phách tối 1 2 3 4 các bạn sang si si này, từ trời cao si si 1 2 từ trời cao, rồi nghỉ nửa nhịp nhé, các bạn nghỉ nửa nhịp si, nghỉ nửa nhịp từ trời cao các thiên binh đem tin vui này, ở đây nó chỉ si và mi thôi, từ trời cao thì cái bạn chuyển si từ mi này, đê mi các bạn bấm hai nốt này đúng không, thì si này nó thế này thôi, đây mi này, mi nó là cái ngón áp út này nó đưa về dây số 3 ngăn 2, dây số 4 ngăn 2, còn si thì là dây số 3 ngăn 2 và nó thêm nốt này xuống đây và đấm đây. Đấy, mình bấm này rất là quen rồi, các bạn cố gắng bấm nhá. Đấy, thì nó như thế thôi. Các bạn tối các bạn này, trần gian ô tối 2 3 4 từ trời cao, tối 2 3 4 si 2 vừa rơi cao, nhớ chưa, đấy là mi luôn, các thiên binh lại si đến vui lầy lại mi, ô tin mừng vui ta về dê, vui ta về dê nhá, vui về dê ngày nay Giêsu đánh cho nắng thế đem si đánh sang mi, tức là nó tròn nhịp, nó toàn bộ là tròn nhịp, không có cái nào là nửa nhịp cả, thì nó các bạn cứ đánh ba lát slow vào thôi, cứ xuống xuống lên xuống lên xuống lên xuống thế thôi, đúng không, không có gì cả. Từ trời cao các thiên binh đem tin vui, ô tin mừng vui ngày nay Giêsu giáng thế đem an vui cho người. Ok nhé, thì đó là cái phần solo ballad. Thì các bạn có thể đánh slow này, từ trời cao các thiên binh đem tin vui, ô tin mừng vui ngày nay Giêsu giáng thế đem an vui cho người. Qua
hòa bình xuôi đất hy hân cho người, vì hôm nay Giê-xu đến. Thì các bạn cứ thế là hát thôi, đúng không? Thì đấy là cái phần slow ballad nhé. Thì hướng dẫn như vậy thì các bạn có thể nhé, các bạn có thể chơi chậm cái điệu slow ballad này hơn nữa là hòa bình xuôi đất hy hân cho người, vì hôm nay Giê-xu đến. Đấy là chơi chậm, rất chậm, rất chậm nhau. Để có nó hay cái bài hát thôi. Thì các bạn feeling muốn là tạo cái giọng hát bạn hay, bạn muốn phô diễn giọng hát để đưa người ta lắng nghe cái bài hát của bạn. Đấy là cách bạn chơi thật chậm. Rồi bây giờ sẽ đánh với một cái điệu nhanh, đó là điệu disco cho cái bài này. Thực ra đánh disco thì nó sẽ tạo nên một cái niềm vui khác cho cái bài này. Disco của mình ấy thì mình sẽ tập cái kiểu như thế này. Đó là mình sẽ đánh này. Bục chát. Đập vào đây. Bum này. Các bạn một cái các bạn đập vào đây, các bạn móc dây lên nhá, đập vào dây. Thế xong rồi các bạn lại hất lên. Đập vào thùng. Móc dây, đập vào dây. Móc dây. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Hòa bình dưới đất hy hân cho người, vì hôm nay Giê-xu đến. Ngài đã cứu chuộc của muôn muôn người, hạ sinh đem theo ân điển, đưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê của lời trần gian. Ô tôi, lời trần gian ô tôi, từ trời cao các thiên binh đem tin vui này, có tin mừng vui ngày nay. Giê-xu giáng thế đem an vui cho người, lao cùng đến Bethlehem đêm nay nhìn thêm Giê-xu con thánh. Ok nhá, mình hát nhiều quá. Rồi các bạn sẽ đánh hoặc đánh disco này. Hòa bình dưới đất hy hân cho người, vì hôm nay Giê-xu đến. Các bạn có thể đánh cái điệu disco như thế này. Cùng chất, cùng chất. Hòa bình dưới đất hy hân cho người, vì hôm nay bùng bùng chất, bùng bùng chất này. Hòa bình dưới đất hy hân cho người, vì hôm nay Giê-xu đến. Ngài là cứu chúa của muôn muôn người, hạ sinh đem theo ân điển, đưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê của lời trần gian. Ô tôi, từ trời cao các thiên binh đem tin vui này. Thì các đoạn điệp khúc các bạn đánh như vậy thôi. Đoạn điệp khúc này. Từ trời cao các thiên binh đem tin vui này. Từ trời cao các thiên binh đem tin vui này. Từ trời cao các thiên binh đem tin vui này. Ok. Bùm bùm chát 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 chát. 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 Ok, đấy là disco nhá. Các bạn cố gắng tập, các bạn thích tập thì là tập. Rồi ta sẽ đánh dốc. Dốc. Dốc nhá, ta sẽ về dốc. Dốc thì ta sẽ đánh bằng móng. Ta sẽ dùng cái phần âm dương của tay này chặn vào dây này. Sẽ đánh này. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Thì cái này đấy các bạn thấy là 1 2 quạt dây bát, còn 3 4 các bạn cố gắng quạt nó sao xuống dưới một tí nhá. 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Hòa bình dưới đất hy hoan cho người, vì hôm nay Giê-xu đến. Đánh nhanh này. Ngài là cứu chúa của muôn muôn người, hạ sinh đem theo ân điển, đưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê của đời trần gian. Ô tôi, thì các bạn sẽ thấy là đánh cái đoạn này đánh như thế là chắc ngoài. Thì mình sẽ cho các bạn cách kiểu đánh như thế này của mình nhá. Đưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê của đời trần gian. Ô tôi nhá. Nào con hát tập này. Hạ sinh mang theo ân điển, đưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê của đời trần gian. Ô tôi, đưa dắt tôi nhận ra khỏi bến mê của lời trần gian. Ô tôi, tức là các bạn sẽ pha cái ba nát vào đây, hất lên ở đây nhá, để cái đạo điệu dốc này cho nó, để cho điệu dốc nó sẽ thật sự là dốc khi các bạn đánh vào. Từ trời cao các thiên binh đem tin vui này, có tin mừng vui ngày nay. Giê-xu giáng thế đem an vui cho người. Ta sẽ hàng ngày là cứu chúa của muôn muôn người, hạ sinh đem theo ân điển,
đưa dắt tôi nhân ra khói bên mê của lời trần gian. Ô tôi từ trời cao các tiên binh đem tin vui này, có tin mừng vui ngày nay Giêsu giáng thế đem an vui cho người. Có tin mừng vui ngày nay Giêsu giáng thế đem an vui cho người. Bây giờ chúng ta xem kỹ lại các đoạn dàn này một tí nhé, thì chúng ta kết thúc ở đây. Hạ sinh đem theo ân điển đưa dắt tôi nhân ra khỏi bến mê của lời trần gian. Ô tôi từ trời cao các tiên huynh đem tin vui này, ô tin mừng vui ngày nay Giêsu giáng thế. Đấy thì mình làm như thế các bạn có thể bắt chước được. Còn nếu các bạn cảm thấy là ô điệu dốc nó không hay thì các bạn có thể đánh ba nát thật nhanh đi, nó sẽ vẫn sẽ ra cái điệu dốc này. Đấy. Nó sẽ là ba nát đánh thật nhanh. Đấy. Nhưng mà mình muốn đánh cái điệu dốc thì nó thay đổi cái khí phách của bài hát đi, hiểu chưa? Nào, đưa dắt, đưa dắt. Đấy thì nó sống cái hành khúc là đi ăn đi thì nó đấy, nó theo cái phong thái khác nhá. Đưa dắt tôi nhân ra, đưa dắt tôi nhân ra khói mê của lời trần gian. Ô tôi đưa cho anh ta các tiên binh đẹp tin vui này, có tin vui. Ok nhỉ. Đưa dắt tôi nhân ra khói bên mê của lời trần gian. Ô tôi đưa dắt tôi nhân ra khói bên mê của lời trần gian. Ô tôi đấy, các bạn đánh thế cũng được. Ok, đưa các bạn có thể đánh hoàn toàn xuống được nhá, đánh hoàn toàn xuống cho dễ. Như ban đầu mình đánh nhưng mà thì nó không hay đâu, nó cũng tạm tạm làm được nhá. Đưa dắt tôi nhân ra khói bên mê của lời trần gian. Ô tôi đấy, hơi hất niệm tí. Được trời cao các tiên binh đem tin này, có tin mừng vui ngày nay Giêsu giáng thế đem an vui cho người. Ok nhá, đấy là toàn bộ cái bài hát này. Thì mình nói nó là một kinh nghiệm của mình chơi nữa, thì có thể là các bạn bắt chước được, cũng có thể không, bạn không bắt chước được. Mà các bạn cảm giác cái gì các bạn bắt chước được thì nó sẽ hòa được vào bài hát. Thì mình sẽ phô diễn một cái tự do cho các bạn để các bạn có thể hình dung được nhé. Wow, mình sẽ can chuột trừ đi cái này, nó hơi to. Ok nha. Hòa bình xây đất hy hoàng cho người, vì hôm nay Giêsu đến, Ngài là cứu chúa của muôn muôn người. Hạ sinh đem theo ân điển đưa dắt tôi nhận ra khỏi bến mê của lời trần gian. Của tôi từ trời cao các tiên binh đem tin vui này, ôm tin mừng vui ngày nay Giêsu giáng thế đem an vui cho người. Nào cùng đến Bethlehem đêm nay nhìn xem Giêsu con thánh, hài lòng chỗ mang trên kia êm đêm nhìn muôn hào quang lấp lánh. Đưa cho em kinh con chưa lắng chân bơi trời cao các tiên linh em tin vui này, có tin mừng vui ngày nay Giêsu giáng thế đem an vui cho người. Có một số đoạn thì mình hơi sai nhịp rồi, đúng không ạ? Một đoàn sư thánh đem tin vui này từ cha thương thiên nhân hai, truyền cùng những kẻ thứ đêm chăn bầy rằng mau mau đi chiêm bái. Con trẻ vừa sanh nơi bếp em chính con từ lời cha thánh, từ trời cao các nhân binh đẹp tin vui này, ô tin mừng vui ngày nay Giêsu giáng thế em an vui cho người. Ok nhá.